Nhân ngày đặc biệt này thì chúng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các phóng viên, nhà báo và tất cả những ai đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Sẽ có thật nhiều niềm vui, giữ vững tinh thần nhiệt huyết để có thêm nhiều tác phẩm báo chí ấn tượng. Và cũng trong ngày vui này, chúng tôi xin được nói về chính chúng tôi với một nhiệm vụ mới mẻ mà ekip Đà Nẵng TV đang đảm trách. Vâng ạ, thưa quý vị, qua nhiều năm tác nghiệp tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thì các phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Đà Nẵng TV đã có rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng để truyền tải thông tin đến với khán giả xem đài một cách chính xác, nhanh chóng và hấp dẫn nhất. Năm nay thì lần đầu tiên Đà Nẵng TV đảm nhận thêm nhiệm vụ truyền hình trực tiếp các đêm thi của vòng loại. Điều này đồng nghĩa với việc khối lượng nhân lực thực hiện cũng sẽ tăng lên rất là nhiều lần. Đà Nẵng TV đã tự hào khi là đơn vị đồng hành với lễ hội lớn mang dấu ấn riêng của thành phố. 16 giờ tại sân khấu pháo hoa, mọi khâu vận hành của ban tổ chức đang dần đi vào ổn định, cùng là lúc toàn bộ ekip Đà Nẵng TV có mặt. Gần 30 thành viên từ đạo diễn, kỹ thuật, quay phim, biên tập trong tâm thế sẵn sàng chạy đua với thời gian để làm nhiệm vụ. Mặc dù trước đó đã từng thực hiện nhiều chương trình truyền hình trực tiếp quy mô lớn, nhưng với đặc thù của sự kiện pháo hoa, đòi hỏi phải quay hình ở nhiều cấp độ. Đà Nẵng TV đã huy động tối đa các trang thiết bị, máy quay hiện đại nhất của đài để làm nhiệm vụ. Áp lực với đội ngũ kỹ thuật là rất lớn khi phải đảm bảo tín hiệu, kết nối của loạt các thiết bị được liên tục, ổn định. Trước đó một ngày, những gương mặt này cũng đã có mặt tại đây để kết nối máy móc, tín hiệu và họp bàn công tác triển khai truyền hình trực tiếp. Với họ, một đêm thi pháo hoa không gói gọn trong 90 phút lên sóng mà kéo dài tới cả 48 giờ đồng hồ. Để mà thực hiện thành công chương trình này thì toàn bộ ekip kỹ thuật cũng tăng cường cái thiết bị kỹ thuật. Và bên cạnh đó thì cũng nghiên cứu để mà tích hợp cái thiết bị kỹ thuật vào cái xe màu để mà nâng cao cái khả năng sử dụng của xe màu để đáp ứng cái yêu cầu kỹ thuật trong cuộc truyền hình trực tiếp. Và mở rộng hạ tầng điện dẫn để đảm bảo cái cuộc truyền hình trực tiếp lần này diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh ekip kỹ thuật, đội ngũ quay phim đóng vai trò quan trọng không kém làm nên thành công của chương trình truyền hình trực tiếp. Ngoài chắc tay máy, những phóng viên quay phim được chọn mặt cưỡi vàng làm nhiệm vụ trong đêm pháo hoa còn có một tư duy nghệ thuật tốt. Điều này tạo nên những khung hình vừa hoàn chỉnh lại mang tính thẩm mỹ cao để truyền tải chân thực nhất đến khán giả vẻ đẹp của những đốm pháo đang tỏa sáng trên bầu trời. Điên đối với anh em quay phim thì chúng tôi đã có mặt từ rất sớm, như các anh chị đã thấy đấy, để rốc máy này, rồi chạy chương trình này, rồi bố trí những cái góc quay thật là đẹp, mới mong muốn là mang sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đến với quý khán giả và cung cấp cho quý khán giả, những người xem những cái hình ảnh đẹp nhất, chất lượng nhất. Tính đến nay, 2/3 chặng đường được giao phó đã thành công, như là quả ngọt mà ekip nhận được. Nhờ nhiệm vụ quan trọng lần này, Đà Nẵng TV có thêm cơ hội để trau dồi nhiều kinh nghiệm, kỹ năng, tiếp thêm tinh thần cho ekip có thể tự tin tác chiến ở những sự kiện mang tầm quốc tế khác. Có thể nói đây là lần đầu tiên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao truyền hình trực tiếp 3 đêm thi pháo hoa. Chương trình thì nội dung không nhiều, nhưng mà quy mô lớn và không gian rất là rộng. Và chính vì vậy mà yêu cầu về mặt kỹ thuật rất là cao, cũng như các góc máy quay á là phải đa dạng phong phú. Chính vì vậy mà ekip đài đã tập trung những giải pháp để làm thế nào đó mà đảm bảo được mặt nội dung cũng như truyền tải những hình ảnh một cách hoành tráng của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, một chương trình mà khán giả cả nước yêu thích và quan tâm theo dõi. Và cũng qua chương trình thì ekip của đài cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm để có thể tự tin thực hiện tốt hơn nữa truyền hình trực tiếp các sự kiện lớn mà thành phố giao cho đài trong thời gian đấy. Bên cạnh ekip thực hiện nhiệm vụ truyền hình trực tiếp thì đội ngũ phóng viên của đài vẫn tỏa đi khắp nơi để tác nghiệp trong đêm pháo hoa, khắc phục khó khăn, áp lực về thời gian để nhanh chóng mang đến nhiều tin bài chất lượng, đa dạng, góp phần lan tỏa sức nóng của mỗi đêm thi. Đây là lần đầu tiên em tham gia DFF cho nên là cũng có rất là nhiều những cái áp lực vì đây là một sự kiện rất là lớn và mang quy mô quốc tế, cho nên là em cũng mong muốn là thông qua những cái thông tin mà mình truyền tải thì có thể đem đến cho khán giả những cái hình ảnh cũng như là những cái thông tin chính xác và hay nhất. Để mà sản xuất những tin bài trong đêm, thực sự đó là một cái áp lực, và áp lực đó chính là về thời gian đối với tôi cũng như là ekip thực hiện. Tuy nhiên thì để làm tốt cái vai trò của mình thì đó chính là tình yêu nghề nghiệp, tình yêu báo chí và cũng như là những cái
vai trò trách nhiệm của mình đối với những tin bài, đối với khán giả, và mong muốn sẽ đem đến cho chương trình Chào Ngày Mới những tin bài mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất. 21 tháng 6 năm nay, khi cả xã hội tôn vinh những người làm báo, thì cũng là lúc ekip Đà Nẵng TV đang tất bật các công đoạn để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo trong đêm thi đấu thứ tư của Lễ hội Pháo hoa quốc tế 2023. Vẫn những áp lực, khó khăn, thử thách ở phía trước, nhưng bằng tình cảm, sự động viên của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự ủng hộ của khán giả truyền hình, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thiện và làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ được giao.